Mình mến chào các bạn nha. Thì hôm nay mình tiếp tục quay chia sẻ cho các bạn xem cái chiếc Yanma L50 cài cho cái miếng gò này nha bạn. Cái miếng gò này là mới đầu gừng xong, thì giờ cài đất lên chuẩn bị trồng rau màu các bạn. Thì bây giờ ông chú mình ông chạy lên đó ông cài nha. Thì ngày hôm qua là cài cái miếng gò phá cây thìa các bạn, thì bữa nay tiếp tục cài phá đất nữa. Tại trong này là vào mùa rồi, người ta chuẩn bị trồng đồ nhiều các bạn, trồng đồ nhiều nên cài đất này rất là nhiều. Cái miếng đầu gừng rất là cứng, các bạn thấy không, dẻ khách luôn ha. Người ta đào có lần giữa nè, gừng ta đào có lần giữa rồi, còn hai bên rất là cứng, tại gừng để trồng nó lâu rồi. Giờ cài phá lên, cài phá lên bữa hai thì gắn lưỡi vô xúc nguyên luôn. Ngay chỗ này đường hẹp, ngay qua ống mình chạy né mấy cái ống rồi, né mấy cái ống chứ không phải là cán bể ống hết đâu. Thì nói chung là lâu lắm mình mới gặp được cái máy nha bạn, chứ cũng không có thời gian để đi quay nữa các bạn, tại vì lâu lâu mình mới có dịp mình gặp được, chứ không phải là ngày nào cũng gặp. Cái này chạy không có cần đề tua mạnh các bạn, chạy vậy là nó cũng nhuyễn luôn á, rất ít hao dầu. Ngày hôm qua thì mình cũng gặp ông chú cũng đang chạy cái đám gò cải thìa các bạn. Thì qua cái đám đó là cài rẻ quá nên bỏ nên là cài lên. Còn hôm nay thì mình lại gặp ông chú này nữa, gặp ông chú này cài cái miếng gò này. Không phải là cài phá gò rất là nhiều nha bạn, tại vì người ta đào gừng, mới đào gừng rất là nhiều, chạy không có cần nhanh và mà đất vẫn sâu nha. Đây có bụi gừng người ta đào con sót các bạn, gừng đào con sót. Chỗ này cái mình đi lộm gừng này về quá các bạn, nguyên bụi luôn các bạn ơi. Cái này đào còn con sót, nhớ hồi đó là đi chiên gà đi mót gừng chỗ này nè các bạn, quá cứng các bạn ơi, nguyên một bụi bự luôn. Các bạn thấy không? Lát nữa mình lấy bịch mình đi mót mấy cái này về các bạn, về làm nấu cháo vịt hay gì đó, có gừng nó cũng ngon, còn nguyên cục bự. Cái này ông chú mình ông tăng miếng gà nữa các bạn, lại chạy chủ yếu chạy ưu đai không, bây giờ là chạy rất là mạnh. Đây là cũng chưa có mạnh lắm, gừng nha, gừng phát chạy gừng luôn, mình cài luôn các bạn ơi, gừng bự 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 không, đó mới được một phút rồi nè, đúng không? Có cái bịch lợn là hết ngày đi mót rồi, ngon luôn á. Nói chung là chạy cài kiểu này là cũng không có tới nửa ga nữa các bạn. Cái này mình chạy nửa ga không sao? Chạy nửa ga không? Không tới. Không tới hả? Bây giờ không qua đi ga nữa. Dạ. Vậy là sát quanh là mình đi nhỏ nhỏ chút xíu ha, sợ cán mấy cái đường quanh chứ. Chạy không tới nửa ga luôn các bạn, bình thường là chạy cũng rất là đường không có qua này, chạy lẹ lắm. Vừa đi quay máy cài mà vừa lụm gừng nữa các bạn. Nói chung là nãy giờ mệt trời luôn nè. Đúng. Đây các bạn. Đó, gừng nè. Quá trời gừng luôn. Đó, các bạn thấy không? Gừng nè. Lụm hết. Tính ra năm nay gừng rẻ nên ta bỏ về đó, chứ gừng mắc là đâu có ai xót về đâu các bạn.
đường mạng là không có ai bỏ sọt gì đâu. Ba giờ có một tay nắm không có lộn được các bạn ấy. Một bắt rất là ngon. Cái này đi theo máy cài hơi nữa là lộn đã luôn. Cài lên nó còn miếng bự một bự mà cài luôn nè. Miếng gò này cũng tầm 0,5 đất nè, 1.500 m2, cũng hai cần 2 công móc bỏ cái đìa. Giang A hay là 50. Giờ nó chưa chắc lộn còn mười mấy cái gần nha các bạn. Mới có lộn chút xíu mà cả ký mấy rồi nè. Đất này nói chung chạy cũng dễ, cái máy này nó rất là đầm nên chạy có thể buông một tay là chạy cũng được. Chủ yếu quan trọng là mình điều khiển thôi. Rất là nhuyễn ha. Nhuyễn về đây tại có nắng lên là gắn cái lưỡi, gắn lưỡi bạc bà lên là hút lên là trồng luôn các bạn, trồng lên luôn không có cần phải lấy cuốc kéo đường nguyên như đó nữa. Đợi ông chú mình ông cài hơi một hơi nữa đi rồi mình sẽ đi dần dần mình lộn rừng. Ngay giống cái đường ống lắp ở dưới đây nè các bạn, chạy rất là chậm chứ chạy nhanh quá là cái lưỡi nó quẹt té ống hết. Bây giờ kỹ rồi cái khoảng đó nha. Rồi lại tiếp tục mưa nữa rồi nè. Ông chú mình ngày hôm qua cũng có chia sẻ là cái máy này mua ở ở cái bãi máy ở Gò Đen, Bến Lức, Long An nha các bạn. Thì anh em nào biết thì có nhu cầu thì tới vô đó mua nha. Ở cái bãi Gò Đen, Bến Lức, Long An. Và đó chuyên bán rất là nhiều đồ. Đường này coi. Bây giờ ở đó bán rất là nhiều máy cũ đầu máy vậy nè, thì với sườn rồi mình muốn mua về mình ráp nha. Đó thì bây giờ mình nói chung cũng tạm thời kết thúc video đây các bạn, để lụm vào cái gừng này về các bạn, để bỏ uổng quá. Đó, mình tạm thời kết thúc video đây. Thì các bạn thấy video mình hay hữu ích, các bạn hãy cho mình một like cũng như một lượt đăng ký nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình nha.